năng lực. Điều này khiến Kim càng thêm bối rối hơn về tương lai của mình. Tiếp theo họ lại đến thăm nhà chồng tương lai của bị họ Tiểu Chu, gia đình Sanoji, nơi đổi tiền lớn nhất Osaka. Sự thể hiện của A Chu đã nhận được sự khen ngợi của gia đình chồng. Chỉ là người chồng tương lai Monobe của Tiểu Chu đang run rẩy với một vẻ mặt vô cảm. Tiểu Chu đã chú ý đến chi tiết này. Kim chú ý đến những con kiến trên chiếu. Khi mẹ của Monobe liên tục kể về việc gia đình bà là người giàu nhất Osaka, Kim vì bắt kiến mà đã bay ra ngoài. Ha! Kim làm cái gì thế? Kim cũng hoang mang, cô bé đứng nhưng không đứng nổi. Người hầu mây và chị gái Tiểu Chu nhanh chóng tới giúp đỡ. Monobe có chút kinh tởm trốn đi. Cả Tiểu Chu và cha đều nhìn thấy hành động này. Cuộc gặp gỡ sau đó, ngoài sự run rẩy cẩu Monobe, người mẹ anh ta luôn khoe khoang nhà mình làm ăn phát đạt, cũng để lại ấn tượng sâu trong mọi người. Một vụ vay tiền bất ngờ xảy ra đã khiến cha của hai cô gái nhận ra cuộc khủng hoảng của gia đình Sanoji. Người đến vay tiền là Saisuke đệ ngũ, một samurai đến từ phiên Sasuma. Monobe rất tôn trọng anh ta, nhưng anh ta